Thưa quý vị và các bạn, đã 45 năm qua, tiếng máy may ở những lớp học tình thương của ông Bùi Hữu Dậu ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với mỗi người dân nơi đây. Với niềm thương cảm sâu sắc trước những hoàn cảnh khó khăn, mặc dù đã bước sang tuổi 71, nhưng người thầy dạy cắt may này vẫn dành trọn cả cuộc đời cho công tác từ thiện nhân đạo ở huyện Hoài Đức. Phóng sự của Thanh Tuyền và Minh Thơ. Sinh năm 1935, ở thôn Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới 14 tuổi, nhưng ông đã không có điều kiện để học tiếp và phải bỏ giờ giữa chừng, rồi ra Hà Nội học nghề cắt may. Với niềm đam mê nghề nghiệp cộng với sự chịu khó học hỏi thầy cô và đồng nghiệp nên tay nghề của ông được đánh giá khá cao. Sau nhiều năm học và làm thuê tại các cửa hàng ở Hà Nội, năm 1954, ông Dậu đã quyết định trở về địa phương mở cửa hàng may, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Lớn lên trên hoàn cảnh đói nghèo nên ông rất cảm thông với những trẻ em cùng cảnh ngộ. Năm 1960, tuy đời sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, song ông vẫn tổ chức dạy nghề miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như con thương binh, con liệt sĩ, trẻ mồ côi, v.v. Vượt lên những khó khăn của đời thường, ông lao vào công việc với tất cả nhiệt huyết và lương tâm của người thợ, người thầy. Trong ông luôn trăn trở làm sao để có thể dạy nghề và tạo thêm việc làm cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Năm 1992, ông đã thuê đất và thành lập cơ sở hướng nghiệp dạy cắt may nhân đạo. Từ năm 1960 đến nay, ông Dậu đã đào tạo cho 785 học sinh cắt may, trong đó có 417 học sinh thuộc diện chính sách, 85 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi học xong, hiện nay nhiều em đã có nghề nghiệp ổn định. Nói về ông, các bậc cha mẹ không khỏi xúc động trước tấm lòng nhân hậu của ông và họ luôn coi ông là người thầy, người cha thứ hai đầy tình nghĩa của con em mình. Giúp đỡ của ông Dậu, thì phải nói là trong cái nhân đạo thì ông rất là tốt. Ông đã dạy rất nhiều học sinh, nhưng mà điển hình là con gái thôi chả. Thế thì cháu học 3-4 năm sau khi mà cháu ra nghề thì đấy, hiện nay là cháu có cả một cái cơ ngơi nó như thế này, và cháu thì làm ăn thì rất là tốt. Thế có những năm này cháu lại còn có cả học sinh cơ, có khi mỗi một năm là cháu dạy 3-4 học sinh. Đấy, nói chung là về cái tình hình thôi thì người thầy của cháu cũng là ông Dậu, thế đã có những cái công lao mà dạy bảo cháu, không riêng gì mình cháu mà tất cả một số các cháu khác nữa. Bây giờ cháu nó trưởng thành thành nghề thì tôi là phụ huynh của cháu thì sau cũng là mong mỏi làm sao ngoài con tôi hoặc là các cháu học của ông Dậu đấy thì sau này nó sẽ trưởng thành hơn. Nhằm tạo điều kiện việc làm không chỉ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà cho cả lao động nông nhàn trong huyện, năm 1997, gia đình ông đã đầu tư gần 2 tỷ đồng, lắp đặt 14 máy dệt, 4 máy may công nghiệp, 1 máy kéo sợi để sản xuất bao bì bằng nhựa PP. Hiện nay cơ sở sản xuất của ông có khoảng 40 lao động thường xuyên, thì trong đó có tới 50% người có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình thương binh liệt sĩ, với mức thu nhập bình quân đạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một người một tháng. Khi được nhận vào làm tại đây, hầu hết các lao động đều được ông tạo điều kiện tốt nhất để làm việc. Hoàn cảnh gia đình lúc đầu là rất là khó khăn nên là được bác Dậu ở đây đã tạo mọi điều kiện cho ra đây, ra xưởng bao bì này làm. Hiện nay là làm được 8 năm, từ là hồi làm ra là 8 năm rồi. Và nói chung ra đây làm thì bác cũng, tất cả các bác và các anh, các chị ở đây là đều nhiệt tình lắm, và tạo mọi điều kiện khó khăn, mọi điều kiện công ăn việc làm cho công nhân làm ở đây. Mà lương tháng ở đây thì bây giờ ổn định lắm. Làm thì mỗi tháng làm bình quân được 1 triệu một tháng. Thế và giờ nói chung là hoàn cảnh gia đình giờ là cũng tương đối ổn định. Không chỉ dừng lại ở đó, ông Bùi Hữu Dậu còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện do Trung ương và địa phương phát động. Từ năm 1996 đến nay, ông Dậu đã giúp đỡ và ủng hộ gần 60 triệu đồng để xây dựng công trình văn hóa ở địa phương,
phòng khám nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện, ủng hộ quỹ Ngày vì người nghèo, quỹ chất độc màu da cam, tặng sổ tiết kiệm cho người mù, trẻ mồ côi, người tàn tật và các cụ già không nơi nương tựa, vân vân. Do có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và các hoạt động xã hội từ thiện khác, năm 1995, ông Bùi Hữu Dậu đã vinh dự được tặng huy chương vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam. Năm 1997, Ủy ban Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam cũng đã trao tặng huy chương vì sự nghiệp bảo vệ chăm sóc trẻ em cùng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và của huyện. Dù đã làm rất nhiều việc nghĩa, song ông vẫn rất khiêm tốn khi nói về mình. Có cái nghề may thì từ xưa nay là tôi có nghề may của gia đình, thì hoàn cảnh của gia đình tôi cũng có khó khăn. Đấy, cuộc sống của tôi đầu tiên cũng khó khăn. Thế sau này tôi làm được ra nghe là của cải vật chất thì tôi có nghĩ lại đến các cháu và cùng cảnh ngộ mình ngày xưa cũng khó khăn. Thế cho nên có cháu, nhiều của cháu có hoàn cảnh khó khăn. Tức là tuổi thì trưởng thành rồi nhưng mà không có việc làm. Thế tôi có nghĩ là nếu mà không giải quyết việc làm cho các cháu này, và thứ nhất là có các cháu tàn tật vì hoàn cảnh không thể là sống chung cộng đồng được, cho nên tôi có ý định là giải quyết cái việc làm cho các cháu, thì phải có việc làm thì các cháu có nghề, thì tôi có dạy nghề may cho nhiều số các cháu, trong đó là nhiều nhưng mà đặc biệt là các cháu tàn tật hoặc gia đình khó khăn hoặc gia đình bố côi cha mẹ, thì có dạy cho các cháu để giải quyết việc làm. Thế năm từ năm 60 cho đến năm 95 thì tôi được nhà nước, được ủy ban nhân dân thị trấn, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban nhân tỉnh có cho tôi thuê một số đất, tức là trên 1.000 mét đất. Thì tôi có thảo luận với gia đình, tất cả nói chung là để giải quyết việc làm. Thứ nhất là giải quyết cho trong gia đình nhà mình trước, là có con em không có công ăn việc làm thường xuyên để có thu nhập nó ổn định. Thứ hai là giải quyết công việc của các cho một số các cháu mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gần 10 năm làm tán trợ cho Hội Chữ thập đỏ huyện Hoài Đức và hơn 10 năm làm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Trạm Trôi, từ năm 1995 đến năm 2005, ông Dậu đã vận động giúp đỡ nhiều cảnh ngộ éo le, những mảnh đời bất hạnh. Những việc làm bình thường nhưng đầy ý nghĩa đó, ông đã được nhân dân tin yêu, các cấp các ngành ghi nhận. Trong cái quá trình hoạt động nhân đạo từ thiện, ông Bùi Hữu Dậu là luôn mang cái tính lòng nhân ái, lòng vị tha, cũng như là thể hiện cái tình thương, tức là lá lành đùm lá rách. Trong suốt quá trình ông tham gia chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Trạm Trôi từ năm 1995 đến năm 2005, trong suốt 10 năm tham gia hoạt động công tác ở Hội Chữ thập đỏ thị trấn Trạm Trôi, ông luôn thể hiện cái tình thương nhân ái và thể hiện cái tinh thần, tức là lá lành đùm lá rách trong cả một quá trình tham gia công tác của ông. Bên cạnh đó, tức là ông còn tham gia hội viên tán trợ của Hội Chữ thập đỏ huyện Hoài Đức. Nhiều năm ông đã ủng hộ đối với các trường hợp khó khăn, người già cô đơn không nơi nương tựa và các cháu mồ côi, ông đều mang cái tình thương để ông thể hiện cái tinh thần, tức là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thể hiện cái lòng nhân ái của con người Việt Nam nói chung, cũng như là tính từ thiện của Hội Chữ thập đỏ nói riêng. Nên là trong cái quá trình hoạt động của ông, là ông đã làm tốt cái công tác nhân đạo từ thiện trong cộng đồng nói chung, cũng như là của phong trào Chữ thập đỏ thị trấn Trạm Trôi nói riêng. 45 năm làm việc thiện, tâm đức của ông Bùi Hữu Dậu thật đáng quý biết bao. Ngoài xã hội, ông là người mang lại niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong gia đình, ông là người chồng, người cha, người ông mẫu mực. Hiện nay dù tuổi cao, song ông vẫn miệt mài truyền dạy những kinh nghiệm quý báu cho người con trai cả sẽ nối nghiệp cha, với mong muốn tiếp tục đào tạo, nâng đỡ và sẻ chia với những người khó khăn bất hạnh, như gần cả cuộc đời làm việc nhân đạo từ thiện của ông. Chương trình truyền hình nhân đạo tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tây xin được dừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.